Xin chào các em lớp 9 đang chuẩn bị ôn thi chuyển cấp và ngày hôm nay thì chị sẽ giúp các em giải một bài toán hay có trong đề thi nha. Câu 1 nè, một khu vườn hình chữ nhật có chu vi 50 m, biết 3 lần chiều dài hơn 2 lần chiều rộng là 25 m, tính diện tích của khu vườn. Đó. Bài này thì cũng không có khó lắm. Bây giờ chị sẽ giúp các em giải. Rồi, bây giờ mình sẽ nháp trước nha. Đây, chị sẽ ghi chữ nháp bên đây. Nháp, rồi. Chúng ta biết là chu vi hình chữ nhật này, để chị sửa cho nó rõ hơn, nó bị mờ rồi. Này, chu vi hình chữ nhật thì sẽ bằng dài cộng rộng nhân 2, đúng không? Thì chúng ta sẽ ở đây là dài, dài là x đi, mình cho giờ mình ghi chiều dài là x đúng không? Chiều dài là x, còn chiều rộng là y nha. Chiều dài là x đó, x cộng y nhân 2 thì sẽ bằng bao nhiêu? Ở đây nè, một khu vườn hình chữ nhật có chu vi 50 m đó, bằng 50. Đó là mình đã có phương trình thứ thứ nhất. Đó. Tiếp theo mình sẽ tìm phương trình thứ hai nè. Biết 3 lần chiều dài. 3 lần chiều dài, đây là phương trình số 2 nha. 3 lần chiều dài là 3x. Đó. Hồi nãy mình giao lúc đầu là x là chiều dài, còn y là chiều rộng đó. 3 lần chiều dài là 3x hơn 2 lần chiều rộng. Chúng ta nhớ nha, hơn là dấu dấu trừ, hơn là dấu trừ nha, còn thua là dấu cộng. Ở đây có chữ hơn là mình sẽ ghi dấu trừ. Hai lần chiều rộng là 2y, là 25 m, thì sẽ bằng 25. Đó, giờ chúng ta đã có hai phương trình rồi nè, mình bấm máy tính là ra thôi. Phương trình thứ nhất, phương trình thứ hai nè. Đấy, đó thấy không? Rất là dễ. Rồi. Bây giờ là mình ghi giải, ghi lời giải luôn nha. Đó, giải. Bây giờ mình sẽ ghi trong cái bài thi của mình là y chang vậy luôn nha. Này, giải. Gọi x, đơn vị là mét, là chiều dài của khu vườn. Hình chữ nhật. Tiếp theo, gọi y, đơn vị là mét, là chiều rộng của khu vực hình chữ nhật. Bây giờ mình làm phương trình thứ nhất nè. B là chu vi nha. Chu vi của khu vườn hình chữ nhật là nhỏ cộng y nhân 2 sẽ bằng 50. Đó, mình sẽ chép y chang cái dòng này vào đây. Rồi, đơn vị là mét. Mình sẽ đánh dấu ở đây là số 1 là phương trình thứ 1 á, thứ nhất. Tiếp theo, mình sẽ ghi ở trên đây nè. Ghi y chang cái câu này vào luôn. 3 lần chiều dài hơn 2 lần chiều rộng là 25 m. Mình ghi ở dưới đây là 3 lần chiều dài hơn 2 lần chiều rộng là
là 25m. Hai chấm. Dưới đây là 3x chứ. Nè, 3 lần chiều dài là 3x. Nói chung là mình chép y chang cái phần này vào. Phương trình thứ hai. 3x trừ 2y bằng 25, đơn vị là mét. Phương trình số 2. Rồi, bây giờ mình ghi là từ 1 và 2 thôi. Từ 1 và 2 phẩy, ta có hệ phương trình. Đó. Hệ phương trình, phương trình thế độ đầu tiên, mình sẽ chép cái đầu tiên vào. X cộng y nhân 2 bằng 50. Cái thứ hai là 3x trừ 2y bằng 25. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ giải cái hệ này ra nha. Tương đương. Cái này là 2x cộng 2y bằng 50. Đúng không? 2x nè. Cộng 2y bằng 50. Ở dưới đây là 3x trừ 2y bằng 25. Rồi, tiếp tục tương đương ở dưới đây tiếp. Rồi, mình dùng phương pháp cộng nha. 2x mà cộng cho 3y là bằng 2x cộng cho 3x là bằng 5x. Ở đây 2x 2y cộng cho trừ 2y là bằng 0. Ở dưới đây nè, 50 mà cộng cho 25 là 70. Bằng 75 chứ, 50 cộng 25 là 75, bằng 75. Rồi. Ở đây mình sẽ ghi là mình sẽ rút gọn tất cả cái này cho 2 nha, là x cộng y bằng 25. X cộng y bằng 25. Nè, 2x nè. 2y 50 là chia cho 2 hết là còn x, còn y 50 chia 2 là 25. Rồi. Mình suy ra x là sẽ bằng 75 chia cho 5 nè. 75 chia 5 là được 15. Đó, bây giờ x bằng 15 rồi nè. X là bằng 15, 15 mà cộng cho y là bằng 25, đúng không? 15 mà cộng cho y bằng 25, vậy suy ra y của chúng ta sẽ bằng 10. Đơn vị là mét. Mét. Đó, vậy là mình đã tìm được x y rồi. Bây giờ người ta kêu là tính diện tích của khu vườn. Tính diện tích của khu vườn thì mình vậy. Vậy diện tích của khu vườn hình chữ nhật là x nhân y bằng 15 nhân 10 bằng 150 mét vuông. Đó. Đáp án của chúng ta là 150 mét vuông. Rồi, các em có bài tập nào khó hay là chưa giải được thì có thể bình luận ở dưới để chị có thể giải giúp các em nha.